bắp khoai cho em ăn nhé. Ngon quá. Khoai cho em ơi. Cho tôi em làm. Bắt đầu. Ăn khoai không? Khoai không ngon lắm. Ừ? Em ăn khoai. Ăn một miếng nào. Ngon lắm. Thế mẹ ăn hết nhé. Mẹ cầm cho. Mẹ cầm cho. Cắn. Cắn một miếng. Em ơi Hoàng này, rồi, ngon lắm nè. Hoàng mẹ ăn hết nhá, nhá, mẹ ăn hết nhá, cô ăn mẹ ăn hết nhá, nhớ chưa? Đấy, ăn khoai nữa đi, nhanh lên, về đây. Cái mũ để đấy, có ai lấy đâu. Không ăn khoai à? Này mẹ ăn hết bây giờ. Mẹ ăn nhá. Đi đâu? Đi đâu, đi đâu? Ăn một miếng khoai ngon ngon à ha. Không ăn mẹ ăn hết nhá. Mẹ ăn hết tí đừng tìm nhá. Đi đâu? Không gì. Đi chơi mẹ ăn hết nhá. Chơi ngoài sân thôi nhá. Nhớ chưa?